Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Testing for Everyone. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục những chuỗi những cái video clip hướng dẫn về automation test cho web application sử dụng Java và Selenium. Thì sau khi chúng ta đã học cơ bản về Java và cài đặt Java thì chúng ta sẽ sử dụng Java để có thể tương tác với driver, web driver. Và chúng ta sẽ tương tác với những cái basic action bằng là chúng ta sẽ bật cái browser của chúng ta lên rồi navigate đến cái trang web của chúng ta, rồi chúng ta sẽ click và send key vô một cái text box, sau đó là chúng ta sẽ tương tác với checkbox drop down. Cùng với đó thì khi mà work với một số cái web application thì chúng ta sẽ chạy lại automation, chạy đi chạy lại với một cái data thì chúng ta sẽ không được phép. Vì vậy mình cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng Java để có thể kết nối với database để có thể reset data, run các cái query và delete. Và mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người khi mà muốn chạy với random hay một cái dynamic data thì như thế nào. Thì mình ở đây mình cũng sẽ sử dụng cái trang feedback. Mọi người có thể sử dụng cái video clip đường dẫn description để mọi người có thể set up cái feedback app ha. Ở đây thì mình đã cài đặt ở trên local và mình sẽ access vô cái trang local này. Ở đây chính là cái web application mà mình sẽ sử dụng để hướng dẫn trong video clip này. Thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng Java và web driver để mình có thể bật cái browser và access đến cái trang đường dẫn như sau, 127.0.0.1. Thì tương tự thì đối với những dự án thực thì mọi người cũng sẽ có cái đường dẫn của cái môi trường testing của mọi người ha. Và đây thì mình sẽ có các cái element ha, cái là những cái đối tượng mà mình sẽ cần phải test của một cái web application. Ở đây đối tượng của mình là cái trang feedback với những cái phần tử là bao nhiêu, như ở đây là chúng ta sẽ có một cái text box để có thể input cái customer name. Rồi ở đây thì cái phần cần giao thì nó là một cái drop down và mình sẽ chọn một những phần tử ở đây. Tiếp đến là chúng ta sẽ có những phần tử liên quan đến cái việc là chúng ta đánh rating cho cái cần giao tần này. Và tương tự là mình sẽ input một số cái text, một cái long text trên cái phần comment, và sau đó là chúng ta sẽ click vào submit. Như cái video clip hướng dẫn trước về mặt là database testing thì khi mà chúng ta click vô submit button này thì chúng ta sẽ send data và lưu data giữa database. Thì chúng ta cũng sẽ có cái việc là chúng ta sử dụng automation test của mình để có thể access dưới database để kiểm tra xem cái data mà chúng ta input ở đây với database có đúng với nhau hay không. Thay vì chúng ta sẽ làm việc đó manually thì chúng ta sẽ dùng automation test script để có thể validate cái thông tin mà chúng ta input cũng như thông tin dưới database có giống nhau hay không. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng cái việc là chúng ta sẽ tạo một cái Java script, Linux script ha, để chúng ta có thể gọi đến cái web driver và bật cái browser và chúng ta sẽ làm những action ở trên cái feedback app này của mình ha. Đầu tiên thì mình sẽ tạo ra một cái Java project mới bằng cách là new, và mình sẽ lưu cái Java project mới của mình là tuto video automation test. Đây mình sẽ đặt cái project của mình như vậy, mình sẽ lưu ở đây. Và chúng ta sẽ tạo. Như vậy là chúng ta đã tạo thành công một cái Java project. Và sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái Java class với test feedback app. Và sau đó mình sẽ viết automation test.
chúng ta sẽ viết hết tất cả những cái test script của chúng ta cơ bản để có thể tương tác với Sorry, xin lỗi mọi người. Để có thể tương tác với cái browser của chúng ta ha mọi người. Ok, chúng ta sẽ chọn tên là test app automation test ha. Thì để có thể viết được cái script để có thể bật cái browser và tương tác với browser thì chúng ta sẽ cần phải cài đặt cái web driver ở đây ha. Thì để có thể download Selenium thì chúng ta sẽ access đến cái trang là Selenium Java. Chúng ta có thể tra trên Google Selenium Java. Ở đây thì chúng ta sẽ access đến cái đi đến cái đường dẫn là selenium.dev ha mọi người. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể research đến cái trang chủ của Selenium. Ở đây thì đây là trang chủ của Selenium và Selenium phần download nó sẽ hướng dẫn cho mọi người rất là nhiều các cái version của Selenium. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là có phần Selenium Server Read thì mình cũng đã hướng dẫn trong cái video clip hướng dẫn về Selenium cơ bản về các phần của Selenium ha mọi người. Rồi chúng ta sẽ có việc là download các cái driver cho các từng cái browser. Rồi chúng ta sẽ có phần Selenium Client và Web Driver cho từng cái language. Ở đây thì chúng ta đang viết với Java, vì vậy chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần build version stable của Java. Ở đây Selenium đang cung cấp chúng ta phiên bản 4.3.0, version 4.3.0. Chúng ta sẽ click vô đây để có thể download. Vào 2022 thì chúng ta đang xài bản là 4.3.0. Ở đây mình đã download và mình đã extract cái file JAR này ra ở đây, nên là mình sẽ không download nữa ha mọi người. Mọi người sẽ thấy rằng là chúng ta đã download xong cái phần file Java ở đây trong cái thư mục library. Chúng ta extract ra thì chúng ta sẽ thấy được cái folder bao gồm tất cả các thư viện library của Selenium ở đây ha mọi người. Sau khi đã download cái Selenium Java Library thì chúng ta sẽ import cái dependency hay cả cái library đó vào trong cái Java project của chúng ta bằng cách là chúng ta sẽ vô phần file và chọn phần project structure. Ok, sau đó chúng ta sẽ vô phần module ha mọi người. Và chúng ta sẽ ở trên cái tab dependency thì chúng ta sẽ click vô cái nút dấu cộng này, rồi chúng ta sẽ chọn vô phần là Java và hoặc là cái directory. Ok, thì sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cái folder mà chúng ta chứa cái phần library của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ add hết tất cả các cái file JAR của cái folder ngoài Selenium Java. Ok, rồi chúng ta sẽ thấy rằng là cái đường dẫn để chứa các cái file JAR của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn click vô đây. Tiếp theo mình sẽ làm một lệnh tương tự, nhưng lần này thì mình sẽ chọn vô cái phần library để ép tất cả các cái file JAR trong cái folder lib này, library này. Rồi mình cũng sẽ chọn OK và chọn vô đây. Sau đó chúng ta chọn apply và chọn OK. Sau khi chúng ta đã import cái phần Selenium với Java thì chúng ta sẽ thấy click vô cái phần này thì chúng ta sẽ thấy là có phần external library. Chúng ta sổ xuống thì mọi người sẽ thấy rằng là tất cả các cái thư viện file JAR đã được import vô trong cái Java project cơ bản của chúng ta. Như vậy thì chúng ta đã xong bước thứ hai, đó là chúng ta đã add được các cái Selenium Java library vô trong cái Java project mà chúng ta đã tạo ở bước 1. Tiếp theo thì chúng ta sẽ quay lại với cái file Java là cái bản ghi cái phần test script của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khởi tạo ra một cái Java application để có thể test cái feedback app của chúng ta.
Thì tương tự chúng ta sẽ viết cái phần file để start cái application testing của chúng ta bằng cái là public static void main, và chúng ta tab ra cái để chúng ta có thể khởi tạo ra cái application hay là cái test script của chúng ta. Đầu tiên thì để có thể mở được cái browser và sau đó thì navigate đến cái website hay là cái web application mà mọi người muốn viết automation test, thì chúng ta sẽ phải khởi về mặt object và class, thì chúng ta sẽ phải khai báo cái đối tượng mà mình muốn điều khiển hay là cái đối tượng mà mình muốn control. Thì đối tượng mình muốn điều khiển và muốn control ở đây nó là một cái browser. Thì Selenium nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái khái niệm để chúng ta có thể gọi và khai báo nó theo ý muốn, nghĩa là ví như bây giờ mình muốn control một đối tượng nào đó thì mình sẽ phải khai báo cái đối tượng đó ra và nó phải được define bởi một cái class, và cái class đó nó đang được khai báo ở trong cái thư viện Selenium này. Và như vậy thì để khai báo cái đối tượng mà mình muốn test ở đây nó là một cái web driver ha, thì chúng ta mọi người sẽ thấy đánh chữ web driver thì ở đây Selenium nó sẽ cung cấp cho chúng ta khai báo cái khái niệm web driver, và mình đặt ở đây mình là ví như mình muốn khai báo là một cái Chrome. Để mình điều khiển cái Chrome browser của mình thì mình sẽ khai báo một cái Chrome driver, và cái Chrome driver này nó sẽ được khởi tạo bởi cái Chrome driver này do Selenium nó đã hỗ trợ ha mọi người. Nhưng mọi người nhưng để có thể khởi tạo và có thể execute cái việc là bật cái browser lên thì Selenium nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta cài đặt các cái driver đó trong các cái môi trường của các cái operation system của chúng ta, ví như Windows hay máy Mac, thì chúng ta sẽ cần phải download cái phần driver đó. Để download cái phần driver đó thì chúng ta sẽ vô lại cái trang web selenium.dev và phần download, chúng ta sẽ mua xuống cái phần theo từng browser. Ở đây sẽ là Platform Support by Selenium. Chúng ta sẽ click vô phần browser. Ở đây sẽ chúng ta sẽ cần phải download các cái driver cho từng cái platform hay là cái operation system, là cái OS của các bạn đó. Thì ví như ở đây mình muốn chạy automation của mình trên cái browser là Chrome, thì chúng ta sẽ đến cái trang web này ha mọi người. Mình sẽ để tất cả các đường link này ở trong phần description. Mọi người nếu mà không quên phần search và tìm kiếm thì mọi người có thể click vô đó. Thì đến đây chúng ta sẽ vô cái trong web là Chrome driver chromium.org. Thì ở đây trang chủ sẽ provide cho chúng ta cái Chrome driver để thể download với các cái Chrome version khác nhau. Ở đây ví như mình đang sử dụng cái Chrome version như sau. Chúng ta để có thể biết được Chrome version, mình sẽ làm lại một lần nữa cho mọi người thấy ha. Chúng ta sẽ vô cái phần setting, phần help và phần about Google Chrome. Mọi người có thể click vô cái phần ba chấm và sau đó chọn vô cái phần help và chọn vô cái phần about Google Chrome. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là Google Chrome nó sẽ tự động download và update cái latest version, cái bản phiên bản cuối cùng của cái browser của chúng ta. Ở đây mình cũng vẫn cứ để cho cái Chrome nó update đi ha mọi người. Thì sau đó thì các bạn sẽ click vô phần download này, mọi người sẽ thấy là Chrome driver này đang support là bản phiên bản 1.104.0.5.1.1.2.20 ha. Thì ở đây mình hy vọng là mình sẽ phải upgrade cái version của mình lên. Ok, mình sẽ relaunch lại cái browser của mình ha. Trong những video clip tiếp theo sau thì mình sẽ hướng dẫn
để xử lý những cái vấn đề về chạy automation với nhiều cái phiên bản khác nhau, với các loại browser khác nhau, với OS khác nhau và với cái browser version khác nhau, thì mình sẽ có một cái library sẽ hỗ trợ. Nhưng trong cái scope, trong cái phần của cái video clip này, mình sẽ không hướng dẫn về phần đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn những cái khái niệm rất là cơ bản nhất để mọi người có thể làm quen khi mà mình viết automation test với bật browser và có những cái basic action. Quay lại, thì chúng ta sẽ download cái phần Chrome driver này. Thì ở đây mình cũng đã download ở cái local của mình ở đây ha, và sau đó thì mọi người sẽ extract nó ra. Thì ở đây nó sẽ là một cái file .se, hai file application giống như vậy. Thì khi mà click vô cái phần download thì mọi người sẽ thấy rằng là Chrome driver nó sẽ có rất là nhiều phiên bản cho các cái operation system khác nhau. Thì ở đây mình đang muốn chạy cho máy tính Windows. Mình sẽ download cái phần file Chrome driver Win32 này ha. Thì mình sẽ được cái file giống như ở đây. Rồi đối với cái máy Mac á, thì mọi người sẽ download cái máy Mac, sau đó các bạn mua cái file này vô phần user bin. Thì khi mà các bạn chạy á, thì các bạn sẽ có thể execute cái phần Chrome driver này ở trên máy tính của bạn. Ok. Nhưng hiện tại thì mình đang làm hướng dẫn mọi người trên máy tính Windows, vì thế mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách config với máy tính Windows. Để config cái phần file Chrome driver thì chúng ta sẽ sử dụng là cái thư viện system của Java. Sau đó chúng ta sẽ set cái property. Property của chúng ta ở đây sẽ cần là cái web driver chấm Chrome. Ở đây mình đang sử dụng browser là Chrome, sau đó sử dụng Chrome driver ha. Và chúng ta sẽ chọn luôn cái đường dẫn của cái file mà chúng ta đã download và execute ở đây. Ở đây mình sẽ sử dụng cái OD coding library của mình là Chrome driver .ee ha mọi người. Thì chúng ta sẽ phần paste phần này vô và chúng ta sẽ chọn là Chrome driver .ese. Và như vậy là mình đã khai báo cái Chrome driver trên mà mình muốn điều khiển, và cái Chrome driver này nó sẽ được đặt ở trên cái folder là Chrome driver.se này sau khi mình đã download và tắt nó ra. Đầu tiên thì mình đã khai báo rồi, thì mình sẽ sử dụng bằng cách là đối tượng này mình muốn làm cái gì với nó. Ví như ở đây mình muốn là sẽ chạy đến mở browser và chúng ta sẽ access đến cái web application của chúng ta, thì chúng ta sẽ sử dụng là driver.get và chúng ta sẽ paste cái URL web application của chúng ta lên. Thì sau đó mình sẽ đóng lại giống một cái câu lệnh của Java ha. Rồi mình sẽ execute cái class của mình xem nó sẽ làm gì ha mọi người. Chúng ta click vô cái phần run SQL này thì cái IntelliJ sẽ hỗ trợ mọi người compile và build cái file Java này ra và sẽ execute cái file Java này ha, file Java này ha. Mọi người sẽ thấy rằng là Java Selenium nó sẽ khởi tạo ra một cái driver và sau đó nó sẽ bật cái web application của chúng ta. Và theo cái đường dẫn mà chúng ta input ở đây, mình đang bật cái browser và access đến cái web application local của mình là 127.0.0.1.5000, cái bậc 5000 ha. Ví dụ như bây giờ mình muốn thử navigate đến cái web application của selenium.dev đi,
thì chúng ta sẽ thay đổi cái đường dẫn mà cái web application chúng ta muốn test ở đây. Mình cũng sẽ run SQL lại ha. Một là mọi người có thể click vô đây, hai là mọi người có thể click vô đây để có thể execute cái Java class mà mọi người muốn viết test script. Thì tương tự thì nó sẽ phải build compile và run lại cái file Java của chúng ta. Vậy mọi người sẽ thấy là ở đây nó sẽ khởi tạo ra một cái Chrome driver và sau đó nó sẽ navigate đến cái web application của chúng ta là selenium.dev suite download thôi mọi người. Ok, thì thường khi mà chúng ta sẽ làm test á, thì chúng ta sẽ phải bung gọi là full mask màn hình, hoặc là muốn minimize cái màn hình thì chúng ta sẽ làm gì? Thì ở đây mình cũng sẽ sử dụng cái driver web driver để và Selenium để có thể maximum cái màn hình ra, hoặc là minimum, hoặc là thậm chí là full screen. Thì chúng ta sẽ làm gì ha? Thì ở đây mình đầu tiên là mình sẽ làm một cái action. Đầu tiên mình sẽ close đi cái browser hồi nãy ha. Rồi như mình muốn là Chrome driver, mình sẽ manage cái browser của mình bằng cách là muốn maximize cái window ha. Đầu tiên là mình sẽ manage cái window, rồi chúng ta sẽ maximize hoặc là ghép cái position của cái browser của mình. Nhưng mà ở đây mình muốn là maximize cái web thì nó sẽ như thế nào ha? Mình sẽ chạy thử cho mọi người coi. Thì sau khi mà khởi tạo cái browser lên, nó sẽ access đến cái trang selenium.dev download này và sau đó nó sẽ maximize cái màn hình test của mọi người lên. Mọi người sẽ thấy ha, là nó sẽ chạy đúng theo những cái yêu cầu của chúng ta khi mà viết cái test script. Bây giờ ví như bây giờ mình sẽ làm là sau khi chạy đó thì chúng ta sẽ minimize nó lại. Ok, minimize. Rồi mình muốn là sau khi minimize thì nó sẽ làm full screen. Rồi full screen xong thì chúng ta sẽ lại maximize cái web của mình. Ok, sau đó thì cái Chrome driver này sẽ đóng, thì chúng ta sẽ chấm đóng. Mọi người sẽ thấy rằng là khá là đơn giản ha. Mọi người khởi tạo đối tượng và mình muốn làm gì đối tượng đó thì nó sẽ có những cái method, thì chúng ta sẽ chấm method. Ở đây là method là manage window, đối tượng là window và muốn action là gì. Ở đây thì action là sau khi đã làm những điều đó thì sẽ đóng cái browser lại. Để chúng ta sẽ chạy thử xem cái test script mình nó có chạy đúng giống như chúng ta mong đợi hay không. Chạy khá là nhanh ha mọi người, và cuối cùng đã đóng luôn cái browser rồi. Automation chạy rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ quay lại cái web application của mình là cái trang feedback này ha mọi người. Thì mình sẽ sửa lại cái test script, cái URL ở đây mình sẽ sử dụng là cái trang feedback. Ok. Bây giờ chúng ta có cái trang feedback này rồi thì chúng ta sẽ làm quen đến cái việc là chúng ta muốn tương tác các cái component hay là các cái phần tử. Thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm đó là element trong một cái web application là gì. Thì ở đây về mặt web application á, thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều các cái phần tử ha, hay là các cái element ở trên. Element nó có thể là một cái text, nó có thể là một cái text box, nó có thể là một cái checkbox, và nó cũng có thể là một cái list các cái checkbox, và nó cũng có thể là một cái nút nhấn ha mọi người.
thì là những cái phần tử của một cái web application, và những cái phần tử này bản chất nó sẽ được define ở trên một cái cây HTML. Giống như mọi người thấy rằng là các phần tử là những cái căn nhà ở trong một cái thành phố hoặc là trong một cái khu phố, thì khi mà muốn tìm hay là muốn tương tác với một cái đối tượng hay là một cái phần tử ở trong một cái bản đồ hoặc là ở đây là một cái web application, thì nó sẽ được dựa trên một cái HTML, thì mình sẽ phải có cái khái niệm là locator. Locator là cái khái niệm để giúp cho cái automation test của chúng ta có thể tìm kiếm đúng cái component hay là cái element mà cái test script của chúng ta muốn tương tác. Ví dụ ở đây chúng ta muốn tìm kiếm cái test box là name of customer này, thì về mặt UI thì mọi người sẽ thấy rất trực quan, nhưng mà về mặt automation hoặc là cái coding thì mọi người sẽ thấy bản chất nó là một cái chuỗi những cái thẻ của HTML này. Ví dụ bây giờ mọi người muốn tìm kiếm cái textbox name of customer này trên cái HTML, thì mọi người có thể mở cái mode F12, hoặc là chúng ta sẽ chuột phải chọn vô inspect và chúng ta sẽ chọn vô cái phần mũi tên này, và chúng ta sẽ chọn đến cái component hay là cái element mà chúng ta đang muốn tương tác hoặc tìm kiếm nó trên cái thẻ HTML. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là về mặt ngôn ngữ lập trình thì cái textbox này nó sẽ được define bởi một cái thẻ là thẻ input với những cái thông số như thế này. Thì giống như mọi người sẽ thấy rằng là về mặt tìm kiếm căn nhà ở trên một cái thành phố hay một cái khu phố đi, mọi người sẽ biết rằng là ok, cái tòa nhà mọi người đang làm việc nó có cái màu gì, có hình gì. Giống như ở đây mọi người sẽ nhìn thấy rằng là ok, cái hình icon này mình sau đó testing for everyone này nó có cái nền màu đen có một chút vàng với những cái icon như sau. Thế đó là về mặt UI, nhưng mà về mặt nguyên lý tìm kiếm ở bản đồ thì mỗi một căn nhà thì các bạn sẽ phải thấy là nó sẽ phải được define bởi nó là có một cái ID hay là cái số nhà, rồi nó có những cái thông số là số nhà đó nó thuộc khu phố nào hoặc là những cái thông số đặc biệt. Thì tương tự như mọi người có thể hiểu theo cái cách đó về mặt là locator cho một cái attribute hay là một cái element của một cái web application hay là một cái page của mọi người ha. Và đây là cái đối tượng cái mà chúng ta muốn work, đó là name of customer, thì nó có những cái thông số về mặt ngôn ngữ lập trình ví như là thẻ input, và những cái thông số nếu nó có cái thông số là type thì nó sẽ bằng text, và phần name thì nó sẽ là bằng customer, hoặc là placeholder thì nó sẽ name of customer. Thì mình sẽ base on trên những cái mình dựa vào những cái thông số này để chúng ta có thể tìm kiếm đúng các cái đối tượng. Qua lại thì mình sẽ viết các cái action, thì chúng ta sẽ phải tìm kiếm được cái đối tượng của chúng ta ở đây. Thì để tìm kiếm cái đối tượng của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái function là, ở đây là mình Chrome driver ha, chúng ta sẽ có cái function là file element. File element thì ở đây cơ bản thì Java Selenium nói chung thì với bất cứ ngôn ngữ nào thì nó sẽ provide cho chúng ta những cái phương cách như sau để có thể tìm kiếm, mà mọi người có thể đánh chữ by chấm. Thì ở đây mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ có thể là by XPath, by CS selector, by class name, by ID, by link tag, by name, rất là nhiều ha. Thì ở đây mình sẽ thấy rằng là cái đối tượng của mình nó đang có cái thông số nào. Thông số là name ở đây mọi người sẽ thấy là nó sẽ là duy nhất nè. Mình muốn tương tác đúng với cái này và mình sẽ tìm kiếm cái số đó nó là duy nhất hay là một cái attribute nó là duy nhất để thể tìm kiếm đúng chính xác cái element mà mọi người tìm kiếm. Ví dụ ở đây mình lấy ví dụ mình tìm kiếm một cái
mình dựa vô cái thông số là thai đi, nhưng mà có rất là nhiều những cái attribute, những cái element khác nó cũng có thông số là thai, thì mình muốn tương tác với duy nhất cái name of customer mình sẽ không thể nào để có thể tương tác được ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái attribute là name là customer để mình có thể tương tác được ha. Vậy thì mình sẽ sử dụng by, ở đây mình sẽ by name ha, mình sẽ sử dụng là name và cái thông số nó sẽ là customer. Và như vậy là mình sẽ tìm được. Và tương tự là mình muốn làm cái action đó là send key, thì chúng ta sẽ chấm send key và chúng ta sẽ input cái thông số mà mình muốn làm ở đây ABC gì đó. Mình sẽ input là cái customer name là ABC. Ở đây nếu như mà chúng ta run liền cái test script của chúng ta thì chạy đến đây nó sẽ maximize cái browser của chúng ta, rồi sau đó nó sẽ đóng browser thì nó sẽ chạy đến đây thì chắc chắn nó sẽ không chạy được ha. Đầu tiên mình sẽ phải bỏ cái dòng đóng browser này đi. Ok. Và mình sẽ chạy lại cái test script của chúng ta ha. Rất là nhanh ha. Cái test script của chúng ta nó đã maximize, minimize rồi full screen, rồi sau đó lại maximize lại cursor. Rồi sau đó nó input cái ABC vô phần text box customer. Mọi người sẽ thấy rằng là rất là dễ hiểu ha. Cái cách là cái Chrome driver này nó sẽ phải tìm kiếm file một cái element. File element dựa vào cái thông số là gì? Thông số là by name. Name ở đây cái element của mình là nó có name là customer. Sau đó thì nó sẽ làm một action đó là send key, thông số là ABC. Khá là đơn giản thôi mọi người. Ok, phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho mọi người khi chúng ta viết automation test thì bản chất chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái bước verify và validate lại. Ví dụ như bây giờ chúng ta access đến một cái web application, ở đây là cái trang web local của chúng ta, thì chúng ta cần kiểm tra rằng là thực sự là chúng ta đã access đúng cái trang web hay chưa. Thì mình sẽ tìm kiếm một cái element nào đó rồi chúng ta sẽ kiểm tra xem cái thuộc tính của nó đã display hay chưa. Thì ở đây ví dụ như mình muốn kiểm tra rằng là mình biết rằng cái page của mình nó sẽ phải có một cái hình ảnh hoặc là một cái icon hoặc cái logo nào đó, thì chúng ta sẽ cần phải verify là chúng ta tìm kiếm được cái element mà ở đây là một cái logo có cái thông số locator. Ví dụ như ở đây là mình sẽ lấy là cái class bằng logo ha. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra rằng là Selenium, dùng Selenium web driver để mình kiểm tra rằng là ok element này nó có display hay không. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người viết cái đoạn code nó như sau. Ví dụ như ở đây sau khi load xong thì mình sẽ sử dụng Chrome driver mọi người. Rồi chúng ta sẽ tìm kiếm cái element với thông số by, tìm kiếm bằng bằng name ha mọi người. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng là name. Ở đây chúng ta đang sử dụng là class, class bằng logo đang là cái thông số duy nhất. Nên chúng ta sẽ sử dụng ở đây sẽ sử dụng là class, class name. Sử dụng ở đây sẽ là logo. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm kiểm tra cái thông số là display. Mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ trả về cái hàm này sẽ trả về là một cái biến bằng boolean hay không. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ khai báo một cái biến như dạng là boolean là y check cái logo element. Ok. Thì sau khi mà kiểm tra cái thuộc tính của cái element với cái class name bằng logo này thì nó sẽ return về cái biến giá trị. Mình sẽ làm một cái hàm Java cơ bản, đó là nếu như mà cái giá trị is boolean này nếu bằng true thì mình sẽ return lại là ok, mình viết ra một cái dòng là we in feedback app mọi người.
feedback app. Ok, thì chúng ta sẽ chạy lại thử xem là test script nó có chạy đúng giống như chúng ta mong đợi hay không. Mọi người sẽ thấy rằng là cái test script của chúng ta sẽ bật browser access đến trang web local app của mình là trang feedback, và nó sẽ kiểm tra trên cái web app mình một cái element với thông số class name về locator class name logo và kiểm tra có bằng hay không. Yeah, và đây mọi người sẽ thấy rằng là nó đã load được cái web app của mình lên và nó đã send key ABC ở cái bước sau khi verify. Thì mọi người sẽ thấy rằng nó sau khi kiểm tra nó thấy được logo thì nó sẽ send key, còn nếu mà nó không kiểm tra đúng thì nó sẽ không chạy đến được cái bước này ha mọi người. Ở đây nó sẽ in ra cho chúng ta sẽ kiểm tra được rằng là chúng ta đã thấy được vô trong cái feedback app. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ làm bước tiếp theo là chúng ta sẽ click và lựa chọn trên cái drop down này ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng hàm select của bên phía Selenium. Đầu tiên mình sẽ inspect cái locator của cái drop down này để cho mọi người coi ha. Chúng ta bằng cách chuột phải và chọn select, sau đó chọn đồ mũi tên. Chúng ta sẽ chọn vô trong cái element mà chúng ta muốn tương tác, ở đây là cái thẻ select. Thì mọi người sẽ thấy rằng là cái thẻ select này nó sẽ có chứa các cái option ở bên dưới. Mỗi option thì nó sẽ có cái phần value và phần display thông tin lên đây cho mọi người ha. Đây là từng cái field thì nó sẽ có từng cái option ở đây. Vậy thì để có thể tương tác với cái dropdown hay cái select box này, select này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chúng ta sẽ khai báo cái select của chúng ta. Là ở đây mình sẽ là cần sao cần select ha. Select. Ok. Rồi chúng ta sẽ new cái select ở đây ra. Thì trong quá trình new select á, thì chúng ta sẽ cần phải đầu tiên chúng ta phải khai báo, thì chúng ta cần phải import cái phần select support UI của Selenium ha nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ import cái phần Selenium support UI để chúng ta có thể khai báo, và chúng ta khai báo cái thông số của là cái locator của cái select của chúng ta bằng cách là by chấm, ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái thông số là name, thành thử là chúng ta sẽ select by name ha mọi người, by name, và thông số của chúng ta sẽ là cái cần giao tận. Ok rồi, yeah, đây mình sẽ thấy là nó bị báo lỗi. Thì bản chất ở bên trong đây mình sẽ phải khai báo dưới dạng là một cái element, thành thử là chúng ta sẽ phải sử dụng cái Chrome driver, và chúng ta sẽ phải file cái element với cái thông số là by name. Tại vì bên trong đây nó sẽ return khai báo một cái element ha. Thì cái Chrome driver chấm file element này nó sẽ trả về cho chúng ta một cái element, và element đó sẽ được khai báo trong cái select này. Rất là nhiều cái tutorial rất là ít khi giải thích cho các bạn hiểu về tính chất vì sao người ta lại viết cái dòng code như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ, sau khi chúng ta đã khai báo được cái element của chúng ta là nguyên cái select này bao gồm rất nhiều thông tin. Ví dụ như giờ chúng ta muốn select cái đoạn với cái option là Myra Ring này thì chúng ta sẽ làm gì? Thì cái cách của chúng ta sẽ là sử dụng cái cần giao cần. Và đây thì cái select nó sẽ cho chúng ta có rất là nhiều cái lựa chọn ha. Chúng ta có thể deselect nếu mà đã select rồi. Ví như các bạn muốn viết test case là chúng ta sẽ select với by index. Index là gì? Chúng ta là cái cách mà người ta sẽ đánh các cái option theo thứ tự 0, 1, 2, 3, 4, 5 ha. 1, 2, 3 như thế này. Thì ví như ở đây nếu mà chúng ta lựa chọn là cái index là 0, thì khi mà chọn index là không thì chúng ta sẽ chọn cái option là select who consulted you là default ha. Tại vì như chúng ta chọn index ở đây nó sẽ là một thì tương ứng là Jalen witness đây ha, cái option thế này là sẽ là một, và tương tự là 2 3 4 5. Ok, đó là cái cách mà tương ứng mình sẽ sử dụng theo cái index. Ví như ở đây mình sẽ chọn index là số 3 thì mình chạy thử cái test script của chúng ta sẽ nó sẽ chạy như thế nào.
thì theo cái spec đúng chạy đúng thì script nó sẽ chạy là 1 2 3 thì nó sẽ chọn cái 0 1 2 3 thì nó sẽ chọn cái comma join hay cho mọi người ha. Ok, các bạn sẽ xem cái test script nó chạy. Ok, mọi người sẽ thấy ha, nó sẽ chọn đúng cái option thứ ba cho mọi người. Yeah, đó là cái cách mà cái test script nó sẽ lựa chọn theo cái by index. Ví dụ như bây giờ mình cũng sẽ sử dụng cái select, mình cài gọi nó ra và mình sẽ sử dụng thay vì bằng dùng index thì mình sẽ sử dụng bằng by value đi. Thì ở đây mình sẽ lựa chọn cái value là gì, mình đóng cái vừa chạy ha mọi người. Rồi, ví dụ như bây giờ mình chọn value, mình thay vì mình sử dụng cái camacho thì bây giờ mình sẽ lựa chọn cái value là myraring đi. Ok. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái string value mà mình muốn lựa chọn. Ở đây mình sẽ sử dụng là myra ring ha. Rồi chúng ta sẽ chạy cái test script của chúng ta xem nó sẽ chạy như thế nào. Bạn sẽ thấy là cái script nó cũng sẽ chọn theo đúng cái yêu cầu của chúng ta. Nó sẽ mirroring, cái là trước đó thì nó sẽ chọn theo cái option là số 3, là ở đây nó sẽ chọn là Camacho, nhưng sau đó thì nó sẽ chọn thứ này. Tương ứng thì cái Selenium nó với Select nó cũng sẽ cho phép chúng ta sự chọn theo cái Select là by Visual Text. Thì ở đây chính là cái Visual Text ha. Cái thông tin mà nó nằm ở trong cái phần ngoặc nhọn này nó chính là Visual Text, mình có thể sử dụng phần Visual Text để có thể lựa chọn. Nhưng mà ở đây thì do cái web application mình build example cho mọi người có thể practice thì ở đây cái phần mà theo value và cái Visual Text thì nó đang là như nhau. Mình sẽ không có làm lại cho một lần nữa cho mọi người. Nhưng mà ví dụ như bây giờ chúng ta muốn tiếp theo là chúng ta sẽ tương tác với cái phần rating ha. Mọi người sẽ ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái khái niệm nữa, đó là khái niệm về list of element. Mọi người sẽ thấy để có thể tương tác và tìm kiếm những cái element này thì chúng ta cũng sẽ tương tự chọn cho phần mũi tên và mình sẽ chọn vô cái phần element mà mọi người muốn work. Thì mọi người sẽ thấy rằng là những cái element này nó sẽ rất là giống nhau về một số cái thuộc tính. Ví dụ như thuộc tính là về phần name thì nó rating giống như dãy nhà gọi là liền kề đó, thì rất là giống nhau, nó chỉ có sát nhau về ví dụ như là số định danh căn nhà thôi. Thì ở đây nó ví dụ như nó khác nhau về cái value của mọi người, hay là cái visual tag thì nó sẽ hiện lên ở đây nó thêm nữa là một cái số 1 2 3 4 5 6, nhưng về bản chất thì nó cũng chỉ là cái radio ha, hay là cái tích chấp cái tích để mọi người check vô và cái thông số là rating. Vậy thì chúng ta sẽ work với nó như thế nào? Ok, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái cách nữa để có thể tìm kiếm các cái element mà nó cùng thông số. Thì ngoài cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng là ví như mà mình quay lại ở đây ha. Ví như mình sẽ sử dụng cái driver và mình muốn tìm kiếm một cái element với thông số nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng by và chấm. Ở đây có rất là nhiều loại ha, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nó một cái nữa là đó là bằng by expect. Thì cái by expect này là như thế nào, thì ví như đối với một số giống như các bạn đi tìm kiếm một căn nhà, hay đối với một số căn nhà thì nó có những cái thông số đặc biệt thì bạn có thể dựa vào đó để định danh, ví như tòa nhà Vitexco ở thành phố Hồ Chí Minh hay Sài Gòn ha, hay là những cái tòa nhà ví như là landmark thì nó là những cái thông số rất là chi tiết. Nhưng mà ví dụ như những cái căn nhà hay là những thông số mà nó không có được đặt chi tiết thì mình, hoặc là nó giống rất là giống nhau, giống như ở đây là những căn nhà mà nó có cùng thông số là rating như thế này thì mình sẽ dựa nó như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ cái cách là mình sẽ tìm kiếm định danh hết tất cả một dãy những căn nhà, thì ở đây mình sẽ sử dụng cái expand để thể định danh ha. Thì để tiếp tìm kiếm expat trên Chrome mà không cần phải dùng bất cứ một cái tool nào khác á, thì chúng ta có thể ở trên cái phần inspect element này chúng ta sẽ giữ phím Ctrl và F
thì ở đây nó sẽ hiện lên. Đây mọi người sẽ thấy là nó sẽ cho phép chúng ta là file by string selector or expat. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cấu trúc cơ bản của expat. Ví dụ ở đây là mình sẽ biết rằng là nguyên cái element, nguyên tìm kiếm tất cả những cái input, mọi người sẽ thấy rằng cái tất cả các cái radio này nó sẽ có chung cái thuộc tính là input, nó là input thì mình sẽ chuyển input. Rồi sau đó mọi người sẽ thấy là có những cái khác cũng có là input, giống như ở đây là cái phần textbox này bản chất nó cũng là một cái thẻ input. Nhưng cái input của mình ở đây là mình sẽ là cái thông số, cái type hoặc là cái name, thì mình sẽ mở ngoặc ra thêm cái thuộc tính là a cộng name. Name của cái input này nó sẽ phải bằng là mọi người sẽ thấy, mình sẽ quay lại chỗ này, nó sẽ là rating ha mọi người, cái cách là mình đọc hiểu. Mọi người sẽ thấy rằng là khi mà tìm kiếm như vậy nó sẽ trả cho chúng ta một list những cái element có chung cái thuộc tính. Thì cái cách của mình muốn test cái phần này là gì? Ok, mình muốn view ra một list và mình sẽ random mình check cái phần rating này khi mình chạy automation test của mình. Và thì cái cách là mình sẽ viết cái test script này như thế nào? Thì ở đây mình sẽ bản chất nó sẽ trả về một list element cho cái phần expat của mình. Vậy thì mình sẽ gọi cái Chrome driver và file một cái element, nó sẽ khác với cái việc là mình file element này ha. File element có s này nó sẽ trả về một list element với cái bằng expat thôi mọi người, và mình sẽ input cái expat mình vừa tìm kiếm ở đây là cái phần này ha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cần phải khai báo cái list element của chúng ta. Thì chúng ta sẽ đánh sẽ khai báo cái list element, nó là bản chất nó là một cái web element mọi người. Và chúng ta sẽ đặt tên cái list of element của chúng ta sẽ là cái rating radio ha. Ok, và chúng ta cần phải import cái list bằng cách giữ phím online enter. Ok, thì cái cách đoạn code này là gì? Chúng ta sẽ tìm kiếm một list element với cái thông số bằng expat là tương ứng như thế này, và sau đó chúng ta sẽ gán tên là rating radio. Thì về mặt bản chất thì nó sẽ cho chúng ta trả về một cái list element. Thì dựa trên cái list element này thì chúng ta sẽ làm được gì? Thì ở đây là một list nên chính vì vậy nó sẽ cho phép chúng ta sẽ tìm tính toán được rằng là size của cái list này là gì, có nghĩa là hiện tại cái list element này nó sẽ có bao nhiêu cái phần tử. Thì mình sẽ in ra thử cái phần tử này cho mọi người coi ha. Chúng ta sẽ viết phần system out, rồi chúng ta sẽ viết cái in ra cái phần sizing của cái radio này ha mọi người. Chúng ta thử chạy cái test script. Ok, mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ trả về cho chúng ta cái size của cái radio này sẽ là bằng 10, vì mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ có 10 cái element. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người là khi mà chúng ta tìm được một list element rồi, chúng ta click một trong những cái element này thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Thì ở đây dựa trên cái list element của chúng ta sẽ là rating radio mà chúng ta muốn tìm kiếm cái element nào theo cái index. Thì như mình click vô cái rating là số 8 đi, thì mình sẽ get số 8 và sau đó chúng ta chọn vô phần click thì nó sẽ click vô cái rating radio số 8 cho mọi người ha. Mình sẽ kiểm tra xem nó có chạy giống như chúng ta mong muốn hay không. Trước đó khi mà click vô cái phần element rating radio bằng số 8 thì nó sẽ phải chạy theo đúng theo giống như chúng ta mong đợi ha. Mọi người sẽ thấy rằng là ở đây á, mình đang chọn vô cái phần cái index là số 8 nhưng mà bản chất thì nó lại click vô cái rating point là 9. Vì sao? Vì ở đây thì nó tính theo cái index là luôn luôn chỗ này là số 0, 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9. Thành thử ra là về mặt sizing thì 10, nhưng mà về index thì nó chỉ có 9 thôi, nên đây và nên là chọn số 8 thì nó sẽ tương ứng là cái rating là point là 9 ha mọi người. Đó là cái cách mà chúng ta work. Ví dụ như bây giờ mọi người thắc mắc là chạy automation mình muốn là nó random trong cái sizing từ 0 đến giá trị 10 này, nó sẽ click vô cái point nào theo automation strict. Vậy thì mình sẽ làm như thế nào để có thể chạy random? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người viết cái method random thông số từ 0 đến một cái con số nào đó, hay là con số trong cái khoảng từ số nào đó đến con số nào đó bằng integer, để mọi người có thể random automation script của chúng ta khi chạy ha. Ok, về đầu tiên thì chúng ta sẽ trở về cái phần coding của chúng ta, và chúng ta sẽ viết một cái method nội tại trong phần này ha. Method này sẽ là dạng là static để tính toán cái random value muốn trở về dưới dạng integer, là một cái thông số theo index ha, để có thể trở về. Mình sẽ đặt tên cái hàm của chúng ta là generate random index, random index ha mọi người. Và ở đây mình sẽ cho phép mình cái số truyền nó trong cái khoảng nào đó, ví như con số cho phép truyền số min max ha, integer maximum. Chúng ta sẽ viết code của chúng ta. Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm random của Java util, và mình sẽ gọi cái random nó đây, và sẽ new random cho mọi người. Ok, sau khi gọi cái new random này thì chúng ta sẽ generate một cái integer ở trong cái khoảng là max trừ min, rồi sau đó cộng với cái giá trị min để đảm bảo luôn nó nằm luôn ở trong cái khoảng của chúng ta. Thì ở đây bản chất chỗ này nó sẽ trả về cho chúng ta một cái con số lý dạng integer, nên là mình sẽ return cái hàng của chúng ta ở đây. Vậy thì mình sẽ get cái thông số rating radio này, nó return cho chúng ta dưới dạng là integer, nên mình sẽ bỏ cái hàm generate index này. Nó sẽ giữ dạng từ cái thông số 0 là cái con số đầu tiên ở trong cái rating radio của chúng ta. Index đầu tiên là 0, và cái giá trị max nó sẽ bằng cái giá trị là cái length của cái rating radio của chúng ta ha. Thì rating radio chấm size là chính là cái giá trị maximum của chúng ta, và chúng ta sẽ click ha. Ok, bây giờ mình sẽ thử chạy cái test script nó có chạy giống như mình mong đợi hay không ha. Đầu tiên thì nó vẫn sẽ click vô trong cái index bằng số 8, và sau đó thì nó sẽ click vô trong cái rating radio ở trong cái khoảng mà mình đang mong đợi ở đây. Ok, mọi người sẽ thấy là nó sẽ click vô cái index bằng số 0 ha. Bây giờ mình chạy lại thêm một lần nữa để xem là nó có click một cái con số giống như mình mong đợi hay không. Nó sẽ bật browser, nó xem key, nó select một cái đó. Ở đây thì nó sẽ chọn cái index 10. Mọi người sẽ thấy là mỗi lần nó sẽ chọn random một con số và nó sẽ click. Ok, để hoàn thành xong nguyên cái phần input, một cái feedback và submit, thì mình sẽ cần phải tương tác với cái phần viết cái comment này ha. Tương tự chúng ta sẽ chọn vào inspect, và chúng ta sẽ cần kiểm tra. Để có thể giúp cho máy chạy nhanh hơn, mình sẽ đóng bớt cái browser mà mình đã chạy. Ok. Rồi, đây mình sẽ tương tác với cái textbox này. Thì đây nó sẽ dưới dạng là một cái thẻ text area, hoặc là chúng ta sẽ dự chọn vào cái phần là name of command để có thể tương tác với cái phần text area này.
Vì bây giờ mình sẽ tương tự, chúng ta sẽ viết, chúng ta sẽ sử dụng vô cái Chrome driver của chúng ta ha. Rồi chúng ta sẽ tìm cái element by. By ở đây chúng ta sử dụng là name hay và cái thông số nó sẽ là phần comment ha, chúng ta name và phần là comment. Và chúng ta sẽ tương tự là chúng ta sẽ send cái key I like what you say. Ok. Tương tự mình sẽ viết một lần luôn và chúng ta sẽ tương tự là chúng ta sẽ tìm kiếm cái button submit ha, Chrome driver file element và chúng ta sẽ tìm kiếm xem element này nó sẽ có thông số gì đặc biệt. Phần submit ở đây chúng ta sẽ thấy có thể là phần là type submit hoặc là cái value submit hoặc cái class btn ha mọi người. Ở đây thì chúng ta thấy chỉ có duy nhất là có một button nên thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần class là btn này để có thể tương tác với cái element của chúng ta. Thì chúng ta sẽ phần by class và chúng ta sẽ input cái class của chúng ta ở đây sẽ là btn mọi người, btn. Ở đây thì chúng ta sẽ phải là sử dụng là class name mới đúng ạ. Ok. Ok, chúng ta sẽ chạy thử xem cái test script của chúng ta nó có chạy đúng. Trước khi đó thì mình sẽ input cái sửa lại cái phần đây name và input cái custom name của mình là cái testing for everyone đi chẳng hạn này. Ok, chúng ta test một đi. Ok, chúng ta chạy thử. Chúng ta sẽ input cái name, cái customer name chúng ta là customer và chúng ta submit. À, mọi người sẽ thấy rằng là khi submit thành công cái test script của chúng ta và cái browser của chúng ta sẽ navigate sang cái trang submit với cái thông số message. Thì khi mà viết automation tương ứng giống như manual testing thì chúng ta sẽ có những cái step là chúng ta phải verify rằng là cái test case của chúng ta đã chạy pass, thì chúng ta cũng sẽ tìm kiếm cái element ở trên cái page này và cái thông số mà muốn verify xem nó có đúng giống như cái spec của chúng ta hay không, thì tương ứng chúng ta cũng sẽ kiểm tra xem là cái page này driver nó sẽ có thấy được cái element này hay không. Thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ dựa vào cái phần thank you hoặc là cái message thank you for writing your experience you hope to see soon, thì để verify ha, thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra. Ok, sao nó sẽ thấy được cái element H2 này. Thì cái cách của chúng ta sẽ viết cái test script để verify là nó sẽ submit thành công hay không bằng cái cách là chúng ta sẽ tương tự, chúng ta sẽ clone driver file element. Ở đây chúng ta sẽ buy, ở đây thì sẽ sử dụng là expat ha. Bởi vì nó sẽ không có cái phần là dựa vào cái thẻ H2. Thì chúng ta dựa vào expat thì nó sẽ cho phép chúng ta input cái locator H2 này. Và sau khi tìm kiếm cái file element này thì nó cũng sẽ get cái text của cái element này. Thì khi mà get cái text của element này thì hy vọng là chúng ta sẽ lấy được cái phần là thank you for writing your experience. Ok, ở đây ha. Thì chúng ta sẽ viết và tìm kiếm được và chúng ta sẽ khai báo cái string là cái text message mọi người là đúng bằng cái Chrome driver tìm cái element với H2 và get text nó trả về. Và chúng ta cũng sẽ kiểm tra là nếu như cái text message này nó bằng bằng cái thông số mà chúng ta muốn kiểm tra ở đây nó là cái test như thế này, thì chúng ta sẽ nói rằng là nó đã submit thành công một cái feedback cho mọi người. Thì chúng ta sẽ input đây, chúng ta you already done.
chẳng hạn như vậy, như là đặt cái đinh cái test case của chúng ta ha. Thì ở đây á, mình khi mà chúng ta sẽ chạy lại thì chúng ta sẽ chạy không được đâu, tại vì bản chất thì cái test case này, cái web application này, nó sẽ một customer nó sẽ chỉ có được làm một lần cái feedback thôi. Thì ở đây cái test 1 mình vừa đã submit rồi, ví dụ như mình chạy cái test 1 này lại lần nữa thì sẽ không chạy được, nên mình sẽ sửa cái customer của mình nó sẽ là bằng test 2 ha, mình chạy lại cái test script. Thì cái spec là mình sẽ kiểm tra để cái test script của chúng ta có chạy thành công hay không, đúng hay không. Thì đến cuối cái test script này thì nó sẽ phải chạy ra cái message là you are already done ha. Mình sẽ thấy nó chạy rất là nhanh. Ok, nó chạy đã thành công rồi đó. Chúng ta sẽ kiểm tra lại xem cái test script của chúng ta nó có chạy giống như chúng ta expect hay không ha mọi người. Ở đây nó đang không có in ra được cái text là you are already done ha mọi người. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái text box của chúng ta nó đang bị thiếu cái gì. Ok, mọi người sẽ thấy chúng ta sẽ sử dụng cái kiểm tra. Đây mình sẽ cần phải define thêm cái dấu ngoặc nhọn để hiểu hơn được cái text box của chúng ta ha mọi người. Ok, chúng ta sẽ chạy lại thử một lần nữa ha. Chúng ta sẽ hy vọng là sẽ trả về đúng. Sẽ submit cái test tree, submit này. Yeah, về và nó sẽ verify. Mọi người sẽ thấy ok, nó vẫn chưa có run ra được, nghĩa là nó vẫn trẻ cái điều kiện kiểm tra này nó chưa có đúng. Thì chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách debug issue này như thế nào. Chúng ta sẽ đặt một cái breakpoint ở đây ha. Rồi thì ở đây mình sẽ chạy lại cái test true, sẽ không được thì mình sẽ đặt ở đây cái customer của mình rất là customer tree. Ok, mình sẽ chạy ở cái mode debug. Ok, nó sẽ chạy lại cái browser làm một số cái thông tin input cái customer là test tree, test số 3. Ok, nó sẽ bật cái browser lên ha mọi người. Rồi sẽ làm input. Rồi thì mọi người sẽ thấy chúng ta sẽ viết cái phần là test message. Ở đây cái test message nó sẽ có thông số là giống như chúng ta kiểm tra, nhưng mà cái phần điều kiện chúng ta đang viết sai thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào. Cái test message, nếu chúng ta đang sử dụng cái điều kiện là bằng bằng ha mọi người, và chúng ta sẽ input cái string của chúng ta muốn kiểm tra. Nếu chúng ta sử dụng cái hàm này thì mọi người sẽ thấy là result nó return nó sẽ bằng false, tức là nên là nó sẽ không có in cái dòng này ra giống như chúng ta mong đợi, vì chúng ta sẽ cần phải sửa lại cái điều kiện của chúng ta sẽ chấm bằng equal it not case. Ok, chúng ta đóng lại và chúng ta enter. Ok, nó sẽ return cái result là bằng true. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải viết cái dòng kiểm tra của chúng ta như thế này. Chúng ta sẽ bỏ cái phần dấu bằng này đi và chúng ta sẽ thay bằng cái phần này nha mọi người. Ok, vậy thì chúng ta sẽ thử chạy lại một lần nữa. Mình sẽ terminate cái phần run này. Mình sẽ bấm bớt cái browser. Ok, và chúng ta sẽ run lại nha mọi người. Expect là chúng ta lần này run với customer số 4 thì chúng ta sẽ có được cái feedback là chúng ta sẽ run ra được, in ra được cái dòng là you are already done ha mọi người. Chúng ta sẽ cùng chạy lại. Ok, nó đang báo lỗi. Hình như mình đã dư cái gì đó rồi. Yeah, mình dư một cái dấu ngoặc. Mình sẽ chạy lại. Nó sẽ compile cái test script của chúng ta và nó sẽ run với Selenium WebDriver, bật browser, input customer name, rồi sẽ kiểm tra cái message xem nó đã chạy thành công hay chưa.
Mình sẽ kiểm tra. Ok, vậy là mình đã cửa lại cái điều kiện và chúng ta đã in đã được thành công cái dòng là you already done. Như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người cách viết Selenium WebDriver cơ bản để có thể tương tác. Bước đầu tiên là navigate đến một cái trang web, rồi mấy cái tương tác màn hình, rồi tìm kiếm các element, những cái basic attribute bằng name, rồi bằng class, cái given là bằng ID. Rồi chúng ta cũng có thể viết những cái class bằng XPath cơ bản. Thì mình những cái về XPath thì mình sẽ tìm làm một cái video clip hướng dẫn cho mọi người hiểu về các syntax làm sao có thể chúng ta có thể viết những cái XPath. Rồi chúng ta có thể viết và kiểm tra chưa có bằng một cái framework testing nào ha. Ok. Và nếu mọi người follow và gặp cái trouble nào khi có viết cái test script cơ bản với cái feedback app hoặc là bất cứ với một cái web application nào thì hãy cứ viết phần comment. Và nếu thấy video clip mình hay và hữu ích cho mọi người trong quá trình là học về testing, đặc biệt về automation testing cho web application, thì mọi người hãy like và subscribe như ủng hộ kênh Testing for Everyone trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video clip gần nhất, đó là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể reset cái test data, tại vì mọi người sẽ thấy rằng là trong mỗi lần mà mình run thì chúng ta sẽ cần phải xóa, phải tìm một cái customer name. Cái giải pháp là chúng ta sẽ có thể là random cái customer name, viết một cái hàm random, hoặc là chúng ta ở chạy automation thì chúng ta có thể reset test data như thế nào. Thì mọi người có thể chờ đợi cái video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo, và nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh. Thank you và hẹn gặp lại. Bye.